Với người Trung Quốc thì năm Ngọ 2014 được xem là một năm may mắn và thịnh vượng. Và cùng với sự nới lỏng chính sách một con ở nhiều tỉnh thành, đã có rất nhiều gia đình đẻ con trong năm nay. Các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ đang được hưởng lợi từ điều này. Với công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ ở Sơn Tây này, năm nay quả là một năm bận rộn. Mặc dù số nhân viên ở đây lên tới 500 người, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Công ty này hiện đang phải gấp rút tuyển thêm người và tăng tốc quá trình đào tạo. Dịch vụ này rất đông khách. Chúng tôi thử được các gia đình đăng ký trước tận 3-4 tháng. Năm 2014 là năm bùng nổ dân số mạnh mẽ tại Trung Quốc. Chính sách nới lỏng kế hoạch hóa gia đình đã phát huy tác dụng. Nhiều cặp cha mẹ còn cho biết họ chọn năm 2014 vì muốn con mình mang những phẩm chất đáng quý của ngựa, chăm chỉ và năng động. Xu hướng này cũng khiến thị trường bán lẻ và dịch vụ trẻ em đạt doanh thu ấn tượng. Doanh số các sản phẩm dành cho mẹ và bé đã tăng tới 8 tỷ nhân dân tệ. Thời điểm bán chạy nhất là tháng 9 và 10, rất nhiều sản phẩm của chúng tôi đã cháy hàng. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán lẻ và dịch vụ trẻ em, một trong những yếu tố chính đóng góp cho kinh tế Trung Quốc, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng GDP của quốc gia này hoàn toàn có thể đạt 7,5% như mục tiêu đã đề ra.